Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, mạng Yandex của Nga ngày 19 tháng 4 vừa đăng tải một ý kiến thật đáng chú ý. Lý giải vì sao mà Trung Quốc chỉ mua đúng 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, trong khi đó Ấn Độ thì sẽ mua để trang bị cho ít nhất là 5 trung đoàn. Bài viết được đăng tải trên trang mạng Yandex cho hay, cho dù Trung Quốc đang bước vào giai đoạn hiện đại, sở hữu tiềm năng quốc gia toàn diện, có ngành công nghiệp quân sự ở mức độ phức tạp cao, nhưng một số thứ vẫn được Bắc Kinh nhập từ nước ngoài, đặc biệt là những vũ khí tối tân mà phía Nga đã đồng ý bán. Chẳng hạn, 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Trung Quốc đặt mua từ Nga đã tiêu tốn của Trung Quốc gần 3 tỷ đô la Mỹ từ kho dự trữ ngoại hối. Nhiều người tại Nga và trên thế giới chắc chắn có nghi ngờ. Mỗi hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất có giá khoảng 500 triệu đô la, rẻ chỉ bằng một nửa so với hệ thống tương ứng Patriot của Mỹ. Một hệ thống S-400 bao gồm 72 xa phóng, cùng với 384 tên lửa và các trang bị khác đi kèm. Với 6 hệ thống S-400 mua từ Moscow, quân đội Trung Quốc chỉ có thể trang bị đủ tối đa cho 2 trung đoàn, với tổng cộng khoảng 432 xa phóng tên lửa và số tên lửa tương ứng tối đa khoảng 2.304 quả. Vậy, tại sao chỉ mua 6 bộ hệ thống S-400? Điều này có thực sự đủ để hiện đại hóa cho toàn bộ quân đội Trung Quốc hay không? Một hệ thống phòng không tích hợp S-400 chỉ là một thành phần nhỏ của một đơn vị phòng thủ các sư đoàn. Dù mỗi hệ thống có khả năng phóng cùng một lúc là 48 quả tên lửa vào các mục tiêu từ trên không của quân đội đối phương. Tuy nhiên, so với quân đội Ấn Độ, một đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc, số tên lửa S-400 của Bắc Kinh thì ít hơn. Ấn Độ sẽ mua của Nga tổng cộng 5 trung đoàn tên lửa S-400. Mục tiêu của Trung Quốc thực sự không phải là sở hữu được S-400 theo cách của người khác nghĩ. Bởi vì Trung Quốc hoàn toàn có khả năng nâng cấp các hệ thống phòng không Hồng Kỳ 9, còn gọi là HQ-9 hiện có. Vũ khí được xem là bản sao, đồng thời họ sẽ hiện đại hóa hệ thống S-300PM do phía Nga chế tạo. Trong khi đó, thì S-400 là một hiện đại hóa sâu sắc của tên lửa S-300PM. Đó là lý do tại sao Trung Quốc chỉ mua 6 hệ thống S-400. Các chuyên gia của Trung Quốc có thể mổ xẻ, phân tích, thử nghiệm và đánh cắp các công nghệ quan trọng nhất của S-400. Bài báo trên tờ Yandex đã viết, sau khi mà sao chép xong S-400, Trung Quốc sẽ có hệ thống Hồng Kỳ 10 mới, gọi tắt là HQ-10, sẽ trở thành một vũ khí phòng không tương tự mà giá lại rẻ và mang hồn cốt của tên lửa S-400. Theo những tin tức tình báo, thì đến nay, tên lửa HQ-10 đã ở giai đoạn sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc. Rõ ràng, Trung Quốc đang đi trên một con đường giảm sự lệ thuộc vào vũ khí và công nghệ của nước ngoài ít nhất có thể. Và Bắc Kinh đang cố gắng học hỏi từ các cường quốc chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới một cách hiệu quả và ít tốn kém nhất. Cần phải lưu ý rằng, hệ thống phòng không S-400 đang là mẫu vũ khí của Nga thành công nhất trên thị trường thế giới. Phản ứng của chính phủ Nga là vô cùng khó hiểu. Tại sao không tăng hạn ngạch mua vũ khí với số lượng lớn hơn và chấm dứt kiểu bán các hệ thống vũ khí quan trọng, tiên tiến một cách thô bạo như hiện nay? Việc bán ít một như đã bán cho Trung Quốc rất thiệt hại, bởi công nghệ cốt lõi để chế tạo ra chúng thường đắt hơn nhiều. Bài viết này đã cảnh báo, Trung Quốc đã trở thành đối tác nước ngoài đầu tiên mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Năm 2014, Moscow đã ký một hợp đồng bán 2 trung đoàn S-400 cho phía Bắc Kinh. Số tên lửa dành cho trung đoàn S-400 đầu tiên của Trung Quốc đã được Nga bàn giao vào mùa xuân năm 2018. Quân đội Trung Quốc đã bắn thử thành công các máy phóng tên lửa thuộc trung đoàn S-400 đầu tiên này và nhắm trúng các mục tiêu khí động lực học và một mục tiêu đạn đạo. Đến giữa tháng 7 năm 2019, thì người Nga hoàn thành việc xào nốt số tên lửa cho trung đoàn thứ hai của quân đội Trung Quốc. Chuyến hàng này được vận chuyển bằng đường thủy từ cảng US Luga bên bờ biển Baltic. Do đó, thì cũng giống như là trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ,
Việc chuyển giao các hệ thống S-400 cho Trung Quốc đã được hoàn thành sớm hơn vài tháng so với thời hạn quy định trong hợp đồng. Trong một thông tin khác liên quan đến vũ khí, vì sao tàu khu trục Mỹ Zumwalt trở thành sát thủ diệt hạm tàng hình? Tàu khu trục tàng hình Zumwalt đã sẵn sàng chiến đấu vào khoảng 3 năm rưỡi sau khi mà nó được biên chế dành cho Hải quân Mỹ. Đây là một chiến hạm đầu tiên được chuyển đổi từ một con tàu được thiết kế riêng biệt để hỗ trợ hỏa lực cho tàu đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ sang hình mẫu có thể băng qua các đại dương, giao chiến với hạm đội của đối phương bằng tên lửa tầm xa. Tàu Zumwalt được cho là tàu khu trục thế hệ mới đầu tiên của Hải quân Mỹ. Mỗi chiếc tàu này thuộc lớp Zumwalt được trang bị hai hệ thống pháo hạm, gọi tắt là ACS 155 ly. Mỗi hệ thống có khả năng tấn công các mục tiêu tại khoảng cách 100 km nhờ đạn pháo dẫn đường chính xác. Trong tình huống chiến tranh, tàu khu trục Zumwalt sẽ tiến sát bờ biển của đối phương, bắn phá các mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ, vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của địch. Khu trục hạm Zumwalt dài 183 m, hình dáng của nó thì giống như là một con rào và khả năng tàng hình ưu việt giúp cho con tàu này dễ dàng qua mắt được radar của đối phương. Thật không may, lớp tàu Zumwalt đã gặp phải một số trục trặc trước khi mà nó được hạ thủy. Những khó khăn về mặt kỹ thuật cùng với chi phí vượt mức đã khiến cho Hải quân Mỹ quyết định cắt giảm từ 32 chiếc xuống chỉ còn 3 chiếc. Đạn pháo điều khiển tầm xa LALAP dự kiến trang bị cho con tàu đã bị đổi giá từ $50,000 một quả lên đến mức $800,000 một quả. Sau đó, Hải quân đã quyết định loại bỏ vũ khí này, nhưng vẫn thúc đẩy việc hoàn thành 3 chiến hạm với tổng chi phí là $23 tỷ. Theo trang web Defense News, thì con tàu Zumwalt đã sẵn sàng dành cho chiến đấu. Thiếu đạn pháo LALAP đồng nghĩa với việc con tàu chiến này không thể hoàn thành nhiệm vụ tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã thay đổi nhiệm vụ, chuyển con tàu Zumwalt thành sát thủ diệt hạm tàng hình. Tàu khu trục lớp Zumwalt được trang bị hai khẩu pháo 155 ly. Mỗi khẩu được trang bị 80 ống phóng thẳng đứng MK-57 bố trí bên thân tàu. Mỗi ống MK-57 lại có thể mang một tên lửa đất đối không tầm xa S-12 hoặc là S-16, ngư lôi chống ngầm Ashrock hoặc tối đa 4 tên lửa phòng không tầm ngắn là Sea Sparrow. Quan trọng hơn, các ống phóng này có thể mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc đã khiến Hải quân Mỹ phải nhanh chóng tìm kiếm một tên lửa chống hạm tầm xa hiệu quả. Kết quả là phiên bản mới của tên lửa Tomahawk có tên là Block 5, hay còn được gọi là Maritime Tomahawk. Block 5 Maritime Tomahawk có khả năng thay đổi mục tiêu trên đường bay thông qua tín hiệu vệ tinh, nhắm bắn các tàu của đối phương đang di chuyển trên biển. Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ chuyển đổi tất cả các tên lửa Tomahawk sang cấu hình Block 5 và cho phép tất cả các tàu đã mang phiên bản tấn công trên bộ có biến thể diệt hạm. Hiện nay thì hầu hết các tàu chiến của Hải quân, bao gồm tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm, thì đều có thể mang theo tên lửa Tomahawk. Khu trục hạm Zumwalt thì chỉ có 80 tên lửa trực chiến, ít hơn 10 chiếc so với tàu khu trục lớp Aleberg và ít hơn 42 chiếc so với tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Trong những tình huống dành cho chiến tranh, thì khu trục hạm Zumwalt có thể mang tới 30 tên lửa Tomahawk, phiên bản Maritime Tomahawk, 30 tên lửa phòng không S-16 và S-12, 5 tên lửa chống tàu ngầm và 60 tên lửa đánh chặn mới ESM. Zumwalt sẽ sử dụng khả năng tàng hình để tránh các cảm biến của đối phương, thực hiện một cuộc tấn công phục kích tầm xa vào tàu địch. Tomahawk phiên bản Maritime có tầm hoạt động là 1.448 km. Sức mạnh này sẽ kết hợp với khả năng đánh lạc hướng radar của đối phương thì sẽ khiến cho Zumwalt trở thành một mối đe dọa mà kẻ thù khó có thể chống lại. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.